Xin chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Mua Bán Tố Gỗ của em Loan Kinh Môn Hải Dương ngày hôm nay. Các bác đừng quên đăng ký kênh cũng như để lại lượt like, đăng chia sẻ kênh giúp em để tiện theo dõi những cái mẫu xe mới nhất về thường xuyên trong ngày. Hôm nay ngày mùng 7 tháng 1 năm 2019, em về một mẫu xe Captivan sản xuất năm 2008 phiên bản số tự động màu vàng cát nhé. Một cái màu rất là đẹp, đẹp nhất của cái dòng Captivan này rồi, với cái màu vàng cát này. Em đang ra bán tại cửa hàng ô tô Kinh Môn với giá là 295 triệu đồng. Giá này thì em bao gồm phí vận chuyển và rút hồ sơ cho các bác nhé. Và bác nào có nhu cầu sở hữu chiếc xe này thì liên hệ với em Loan qua số điện thoại 0976081699. Em Loan chợ ô tô Kinh Môn Hải Dương. Và sau đây em sẽ đi vào chi tiết tổng thể chiếc xe Chevrolet Captivan này cho các bác cùng tham khảo. Trước màn hình chúng ta đây là một chiếc Chevrolet Captivan sản xuất năm 2008 phiên bản số tự động, máy xăng, xe tư nhân chính chủ nhá, xe chính chủ, biển 4 số. Mang trên mình màu vàng cát rất là đẹp. Đối với dòng Captivan, cái màu vàng cát này là cái màu đẹp nhất và so với những cái màu khác như là màu đen hay là màu đỏ. Em đang chào bán với giá là 295 triệu đồng, bao gồm phí rút hồ sơ và vận chuyển nhé. Về tổng thanh của chiếc Captiva này thì không có gì phải nói, nó rất là đẹp luôn ạ, rất là đẹp, thương hiệu Mỹ. Một mẫu xe mà rất là vừa qua rất là nhiều người đặt hàng bên em. Và hôm nay em lại về một chiếc Captiva này, một cái màu rất là đẹp. Xe chính chủ sử dụng, xe cam kết với các bác là không đâm đụng, không ngập nước, gầm bệ rất là chắc chắn, máy móc thì nguyên bản nhé. Và keo chỉ zin của nhà sản xuất. Đây, các bác nhìn này, tôn vỏ rất là mỏng, sơn zin của nhà sản xuất nhé. Xe được trang bị phanh ABS. Hai túi khí. Phanh ABS 4 bánh nhé các bác nhé, phanh ABS 4 bánh luôn ạ. Màu vàng cát rất là đẹp. Lốp nát nói chung là còn phải đến 90% đấy. Đây, đang có chi tiết đây. Xe được chủ xe đi khá là giữ gìn. Đây các bác nhìn cái phần khuôn lốp này, còn khá là đẹp nhá, không hề có hiện tượng mục mọt hay là vỡ gì. Khuôn lốp ạ, lốp nát đây, mâm đúc 6 chấu nhá, bản to rất là khỏe khoắn và mạnh mẽ. Xe gương kính chỉnh điện, gương cụp xe nhá. Hệ thống ghế cũng chỉnh điện luôn. Nói chung là tổng thành chiếc xe này thì các bác nào mà ở xe thì một sở hữu chiếc xe này thì quá là hợp lý, với giá là 295 triệu đồng. Mà rất là ưng luôn ạ. Cụm đèn này, cụm đèn rất là sáng. Rất là sáng luôn ạ. Biểu tượng Chevrolet. Hệ thống lưới tản nhiệt được mạ chrome nhìn khá là sáng và bắt mắt. Đây gương này. Tích hợp xi nhan gương và gương kính chỉnh điện, gương cục xè nhá. Sơn zin 100% của nhà sản xuất và tôn vỏ rất là mỏng. Cái form dáng của chiếc Captiva này thì rất là đẹp. Đăng ký 7 chỗ. So với Innova thì Innova là một cái dòng xe, nói chung là họ nói là nồi đồng quấy đá. Thế nhưng mà cái dòng này thì nó nhìn nó mặc dù nó tốn xăng hơn cái dòng Innova, nhưng mà
form dáng thì vẻ đi gia đình rất là đẹp luôn ạ, rất là đẹp. Mang thương hiệu của Mỹ nên là nhìn form dáng khá là thể thao, cũng như là hai cái ống xả. Rất là đẹp, màu vàng. Cụm đèn nguyên bản theo xe, lốp nắp còn mới. Các bác mua về chỉ phải sử dụng thôi, không phải làm bất cứ gì. Xe này em lấy về em không phải làm gì, em chỉ dọn qua nội thất thôi, đánh rửa nội thất thôi, và em quay cho các bác xem luôn. Hôm nay là một ngày trời mưa nhỏ nên khá là mát, em quay cái này thì cũng rất là nhìn rất là thật, thật màu luôn đấy ạ. Màu vàng cát nhé. Với giá 295 triệu thôi thì các bác có thể sử dụng ngay một mẫu xe thương hiệu Mỹ, máy xăng, phiên bản số tự động. Đi gia đình rất là nhàn và khá là đẹp. Với cái gam màu vàng cát này. Và sau đây em sẽ đi vào cái phần nội thất cho các bác cùng xem qua. Của chiếc xe này thì rất là đẹp luôn. Nội thất nguyên bản theo xe. Một gam màu rất là phù hợp với lại cái thân vỏ ngoài của chiếc xe màu vàng cát. Keo chỉ zin 100% của nhà sản xuất nhé các bác nhé. Các bác hoàn toàn yên tâm với cái xe này, rất là đẹp, không hề đâm đụng ngập nước gì cả. Keo chỉ zin của nhà sản xuất. Rất là đẹp ạ. Và ốc bản lề là hoàn toàn chưa ra nhé, ốc bản lề nguyên bản luôn. Hệ thống gương kính chỉnh điện. Dàn điều hòa rất là mát. Em quay rất là chậm. Em quay rất là chậm nhé. Các bác cùng chú ý theo dõi cái video của em. Ốc bản lề đây. Rất là đẹp phải không ạ? Còn nguyên bản. Đây nội thất đấy ạ. Nội thất nguyên bản theo xe nhá, nói chung còn tương đối đẹp, tương đối đẹp. Rất ít người sử dụng. Ngồi những cái phần ghế phụ, chỉ ghế lái thôi. Ghế lái thì sử dụng nhiều hơn. Ghế phụ còn rất là đẹp nhá. Lát em sẽ quay cho các bác cái phần ghế phụ đằng sau. Rất là mới. Trần là trần nỉ. Rất là sạch sẽ. Một dòng xe thương hiệu của Mỹ khá là nổi tiếng. Thế là rất là nhiều chức năng. Số rất là nhẹ, số rất là nhẹ các bạn. Cần đây. Bệ tì tay đây, bệ tì tay đây. Rất là đẹp. Tâm đi tâm đồ rất là đẹp nha các bác nhá. Xe này không hề có một chút dịch vụ nào. Nói chung là số tự động thì không ai chạy dịch vụ rồi. Nhìn chung tổng thành chiếc xe này rất là đẹp luôn các bạn. Và lát em sẽ chạy thử một vòng cho các bác cùng xem. Cái phần số má của chiếc xe này rất là nhẹ nhàng, rất là nhẹ. Không có hiện tượng rát số. Vô lăng Captiva này, vô lăng 4 chấu rất là mạnh mẽ, khỏe và thể thao. Dàn âm thanh nghe rất là hay. Rất là hay không ạ? Chỉ với 295 triệu đồng thôi là các bác phải sở hữu ngay cái mẫu xe Captiva này rồi.
Hãy liên hệ với em Loan qua số điện thoại 0976. Hay phải không ạ? Cửa giả mở ra rất là nhẹ, rất là nhẹ. Đấy, xung vào dòng xe của Mỹ rồi thì không có gì phải đáng bàn cả. Nó rất là bền bỉ, rất là chắc chắn và rất là đẹp. Em quay khá là chi tiết. Và bác nào có nhu cầu sở hữu chiếc xe cũng như là biết thêm thông tin về chiếc xe thì hãy liên hệ với em Loan là qua số điện thoại là 0976 081699 để được giải đáp những cái thắc mắc về chiếc xe này nhé. Đây, về cái phần ghế phụ đây, ghế sau, hàng ghế sau đây rất là ít sử dụng, rất là đẹp, nói chung là rất là mới, sáng bóng. Các bác sở hữu chiếc xe này hoàn toàn yên tâm nhé, nó rất là đẹp, rất là sạch sẽ. Bốn bánh phanh ABS, lốp thì còn rất là đẹp luôn. Cốp sau chiếc xe này rất là rộng rãi, thoải mái, để được khá là nhiều đồ. Bốn bánh phanh ABS đó. Bốn bánh phanh ABS nhé. Là cực kỳ an toàn. Cái dòng xe này thời gian vừa qua bên em rất là ăn khách và các bác đặt xe rất là nhiều, rất là nhiều bên em. Và hôm nay em lại về một chiếc Captiva này rất là đẹp, màu vàng. Rất là sạch sẽ, nội thất rất là đẹp, rất là sạch. Vâng, vừa rồi em đã quay cho các bác xem chi tiết chiếc xe Captiva số tự động đời 2008 với giá là 295 triệu đồng, bao gồm phí rút hồ sơ và phí vận chuyển. Vậy bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em Loan qua số điện thoại là 0976 081699 để được giải đáp nhé và được sở hữu chiếc xe. Và sau đây em sẽ đi một vòng quanh chiếc xe cho các bác cùng xem. Và vâng, sau đây em sẽ đi một vòng chiếc xe này cho các bác cùng cảm nhận về chiếc xe này nhé. Khởi động xe về số rất là êm. Rất là êm và nhẹ nhàng. Chevrolet Captiva sản xuất 2008 phiên bản số tự động. Với 295 triệu đồng thôi các bác nhé. Các bác có thể sử dụng ngay chiếc xe này rồi. Em đi vào cái đường khá là sóc để cho các bác cảm nhận về chiếc xe này. Chiếc xe gầm bề rất là chắc chắn, gầm bề rất là chắc chắn nhá, không hề mục mọt một chút nào luôn, mặc dù trải qua chục năm sử dụng rồi. Chủ xe đi rất là giữ gìn.